Xin chào các bạn. Thỉnh thoảng đó, một số người trong chúng ta đó trải nghiệm một cái cảm giác là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, mặc dù là các bạn vừa mới ngủ dậy ha, hoặc là các bạn ngủ một vài ngày chúng ta nghỉ các bạn, hoặc là nghỉ lễ chúng ta nghỉ vài ngày, nhưng mà sau đó chúng ta lại cảm thấy nghỉ ngơi xong rồi các bạn cảm thấy vẫn là mệt mỏi. Hoặc là chúng ta có một cái cảm giác là chúng ta thay đổi cái tâm trạng một cách đột ngột, tức là chúng ta hay cáu gắt một cách đột ngột. Vậy thì đó là cái dấu hiệu là các bạn có thể bị thiếu cái vitamin B1. Thì ở trong cái video này đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chín cái dấu hiệu mà chúng ta thường hay gặp khi mà chúng ta bị thiếu cái vitamin B1. Thì đầu tiên đó, là cái dấu hiệu đầu tiên là cái này là thường gặp ở những cái người mà chúng ta bị, tức là có cái đường huyết cao, tức là thường những cái người mà chúng ta bị tiền tiểu đường hay là tiểu đường các bạn, thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái tình trạng là chúng ta hay bị đau ở ngay chỗ cái đầu ngón chân đó các bạn. Là tại sao? Là tại vì khi mà cái vitamin B1 của các bạn bị thiếu đó, thì nó sẽ làm tổn hại tới cái dây thần kinh của chúng ta, và đặc biệt là những cái dây thần kinh mà nó dài nhất hơn các bạn. Ta biết là cái dây thần kinh mà từ não của chúng ta mà chạy xuống tới chân là dài nhất hơn các bạn, cho tới cái đầu ngón chân của chúng ta. Và do vậy mà các bạn sẽ cảm thấy là chúng ta thỉnh thoảng ta hay bị đau ở ngay chỗ ngón chân hay là bàn chân hơn các bạn. Thì đó là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng là chúng ta bị thiếu cái vitamin B1. Cái dấu hiệu thứ hai nữa đó là chúng ta, như mình đã nói ở trên rồi, tức là các bạn cảm thấy thường xuyên các bạn mệt mỏi các bạn. Các bạn mặc dù là các bạn mới ngủ một cái giấc dài xong các bạn dậy các bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi hơn các bạn. Khi mà các bạn làm việc các bạn không có làm việc được lâu, các bạn cứ ngáp ngắn ngáp dài và cảm thấy là không có năng lượng. Là tại vì đó, cái vitamin B1 đó là nó giúp cho chúng ta, tức là cái chức năng, một trong những chức năng của vitamin B1 đó là nó giúp cho chúng ta chuyển đổi cái năng lượng, chuyển đổi cái năng lượng mà từ thức ăn mà chúng ta ăn vào. Cứ khi các bạn ăn vào thì cơ thể của chúng ta nó phải tiêu tốn cái vitamin B1 để mà nó chuyển thành cái năng lượng cho chúng ta, để cho cơ thể của chúng ta sử dụng các bạn. Và do vậy đó mà khi mà cơ thể của chúng ta thiếu vitamin B1 thì đương nhiên là các cái tế bào của chúng ta nó không có đủ năng lượng để nó hoạt động được. Và do vậy mà các bạn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Đó là do vì sao mà các bạn, chúng ta hay thường ngáp các bạn chút xíu xong là các bạn lại ngáp, ngáp ngắn ngáp dài. Còn nếu mà các bạn thỉnh thoảng các bạn bị cái tình trạng đó, đó là thường là các bạn thiếu ngủ thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn xảy ra thường xuyên đó, thì đó là do có thể là các bạn bị thiếu cái vitamin B1. Đó là, thì cái, chính cái này nó dẫn đến cho chúng ta cái tình trạng là cái dấu hiệu thứ ba các bạn, đó chính là tim của các bạn đập nhanh. Thì tại sao chúng ta lại có một cái tình trạng này? Thì nó cũng giống như là nó, tức là nó bắt nguồn từ cái dấu hiệu thứ hai thôi. Tức là cái vitamin B1 là nó giúp cho chúng ta chuyển đổi cái năng lượng ha các bạn, chuyển đổi thành năng lượng, tức là từ thức ăn ta ăn vô nó chuyển thành năng lượng. Vậy thì đó, tức là cái vitamin B1 đó là nó giúp cho chúng ta điều khiển cái hệ hô hấp các bạn, tức là giúp điều khiển cái hô hấp và cái nhịp tim. Thì khi mà cơ thể của chúng ta đó nó không có đủ năng lượng đó, thì bắt buộc là cái não của chúng ta nó phải gửi cái tín hiệu để mà cho tim chúng ta nó bơm mạnh hơn các bạn, tức là làm việc nhiều hơn để mà nó tức là nó phải đập nhanh hơn các bạn, để nó cung cấp thêm cái năng lượng và oxy cho cơ thể của chúng ta, để cơ thể của chúng ta hoạt động. Thì các bạn để ý là khi mà các bạn tập thể dục đi, hoặc là các bạn vận động đi, thì đương nhiên là cái nhịp tim của các bạn tăng lên, bởi vì lúc này cơ thể của chúng ta nó cần nhiều năng lượng hơn các bạn. Thì nếu mà các bạn thiếu vitamin B1 thì đương nhiên là cái cơ thể của chúng ta nó không có tạo đủ năng lượng, và do vậy mà tim của chúng ta nó phải làm việc nhiều hơn. Chính vì vậy mà các bạn sẽ có một cái tình trạng là tim của chúng ta nó sẽ đập nhanh hơn các bạn. Và cái dấu hiệu thứ tư đó mà chúng thường hay gặp đó, đó là ở những cái người mà chúng ta hay căng thẳng các bạn. Đặc biệt chúng ta cảm thấy lo âu không các bạn. Tại vì đó, khi mà các bạn bị stress, các bạn bị lo âu, các bạn lúc nào cũng suy nghĩ, các bạn lo âu về một thứ gì đó không? Quá mức. Thì cái não của chúng ta đó, nó phải sử dụng cái vitamin B1 các bạn ha. Và về lâu về dài như vậy đó, thì các bạn sẽ càng thiếu các cái vitamin B1 nếu mà các bạn không có nạp vô. Tức là những cái vitamin B1 nó dự trữ trong người của chúng ta sử dụng hết các bạn. Và để về lâu về dài thì các bạn sẽ dẫn đến một cái bệnh đó là trầm cảm các bạn ha. Cái dấu hiệu kế tiếp là chúng ta thường hay gặp đó là những cái người mà chúng ta bị phồng ở chân các bạn, tức là nước nó tích lại ở trong chân của chúng ta, đặc biệt là ngay chỗ cái bàn chân hay là cái mắt cá chân đó. Tức là cái ta thấy chúng ta ấn vô thấy nó sưng lên mà nó có nước ở trong đó hơn các bạn. Là tại vì đó, cái vitamin B1 đó là nó giúp bảo vệ cái thành trong của cái mạch máu hơn các bạn. Tức là cái thành trong mạch máu chúng ta đó nó dày vậy các bạn ha. Nó dày vậy thì ở trong cái thành trong này các bạn, tức là thành ngoài nha. Thì nó giúp bảo vệ cái thành trong của mạch máu của chúng ta.
Nhưng mà đó, khi mà các bạn nạp nhiều đường với tinh bột đó, thì lúc này cái máu của chúng ta nó cứng các bạn, nó có cát đó. Và do vậy nó làm tổn hại cái thành trong của mạch máu của chúng ta. Mà nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu cái vitamin B1 đó, thì nó sẽ không có bảo vệ được cái mạch máu ở phía trong này. Và do vậy đó mà cái mạch máu của chúng ta nó bị sưng lên các bạn, và chính vì thế mà nó sẽ tích nước lại ha. Thì đương nhiên là các bạn, khi mà các bạn ăn nhiều đường với tinh bột thì cơ thể của chúng ta lại tiêu tốn cái vitamin B1 để mà nó phân hủy ra các bạn, chuyển thành năng lượng ha. Cái dấu hiệu thứ 6 đó, để cho biết là chúng ta bị thiếu cái vitamin B1, là có thể là các bạn sẽ bị cái tình trạng là trào ngược dạ dày, hay chúng ta còn gọi là acid reflux đó các bạn. Tại vì đó, cái vitamin B1 đó là cái vitamin mà nó giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta, tức là cái hệ thần kinh của chúng ta nó điều khiển cái van các bạn. Tức là ở ngay trong dạ dày của chúng ta, ở trên chỗ cái dạ dày đó, cái thực quản đi vô đó, ngay chỗ trên cái dạ dày của chúng ta nó có một cái van nhỏ. Thì cái vitamin B1 nó giúp điều khiển cái van này đóng mở các bạn. Khi mà cái thức ăn của chúng ta nó đi vô, nó điều khiển cái van này mở ra cho thức ăn đi vô rồi sau đó đóng lại. Nhưng mà khi mà các bạn bị thiếu cái vitamin B1 đó, thì nó mở ra xong nó mở luôn, nó không đóng lại đấy các bạn. Và do vậy mà cái acid ở trong dạ dày của chúng ta nó trào ngược lên các bạn. Chính vì vậy mà các bạn bị cảm thấy là các bạn bị ho, các bạn bị cảm thấy đau nhói ở khúc này nữa các bạn. Và thậm chí là chúng ta đau ngay trên cổ họng đó, tại vì cái acid nó đi lên các bạn. Thì cái đó là acid reflux hơn các bạn. Thì mình đã làm một cái video về cái chuyện mà trào ngược dạ dày rồi, thì trị nó cũng đơn giản thôi. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể tra cái video của mình ở bên dưới hơn các bạn. Cái dấu hiệu thứ 7 đó là chúng ta thường hay gặp đó, đó là chúng ta có một cái vấn đề về cái trí nhớ tạm thời các bạn. Tại vì đó, cái tức là tại vì cái não của chúng ta đó, tức là cái hippocampus đó các bạn, tức là chúng ta gọi cái hồi hải mã cái gì đó ở trong não của chúng ta đó các bạn, nó cần cái vitamin B1 để mà nó có thể hoạt động bình thường đó các bạn. Vậy thì khi mà cái vitamin B1, tức là khi mà chúng ta cơ thể của chúng ta không có đủ cái vitamin B1 đó, thì đương nhiên là cái não này, cái hippocampus chúng ta nó co lại các bạn. Và do vậy mà chúng ta sẽ gặp các cái vấn đề về trí nhớ, đặc biệt là chúng ta cảm nhận được là cái vấn đề mà giảm trí nhớ tạm thời các bạn. Có nghĩa là tức là làm sao, tức là khi người khác vừa nói ra cái gì chúng ta không nhớ ngay được các bạn. Thậm chí là nó đọc một cái số điện thoại đi à, các bạn, là các bạn phải đọc cái số điện thoại đó, là tức là người khác phải đọc cho các bạn cái số điện thoại đó nhiều lần, đó 4 lần 5 lần các bạn mới nhớ được cái số điện thoại đó à. Hoặc là các bạn đi trên xe, các bạn vừa đi qua một cái nào đó mà các bạn không nhớ là các bạn đang ở đâu, hoặc là các bạn không biết là các bạn cái hướng đi là cái hướng nào các bạn. Thì cái này là chúng ta gặp cái vấn đề về trí nhớ các bạn. Thì có thể là các bạn bị thiếu vitamin B1, và tệ hơn nữa là các bạn nhận nhầm, các bạn nhận nhầm tên không? Thí dụ như các bạn nhầm tên vợ của các bạn hoặc là bạn gái của các bạn với một cái tên của một người khác các bạn, thì đó là cái tệ hại nhất nha các bạn. Thì mình khuyên là các bạn nên đi kiểm tra các bạn, và các bạn hoặc là các bạn phải nạp thêm cái vitamin B1 vào để giúp chúng ta tăng cường cái trí nhớ. Cái dấu hiệu thứ 8 đó mà chúng ta thường hay gặp đó là tăng động các bạn. Tăng động, tức là nếu mà ở trẻ nhỏ đó, trẻ em đó, thì chúng ta hay gặp một cái căn bệnh nó gọi là tăng động giảm trí nhớ, hay là rối loạn cái tăng động gì đó. Đó là một cái từ chuyên dụng của cái từ mà mình của bên tâm lý học các bạn ha. Thì ở người lớn đó, thì chúng ta hay gặp một cái tình trạng là chúng ta hay đổi tâm trạng một cách đột ngột, hoặc là chúng ta hay cáu gắt các bạn cáu gắt đột ngột, các bạn cáu gắt chỉ vì một cái chuyện gì đó rất là nhỏ các bạn, hoặc là các bạn đột nhiên các bạn la hét lên bởi vì một cái chuyện nó không đâu vào đâu hết. Thì lúc này có thể là các bạn bị thiếu cái vitamin B1 hả các bạn. Là tại vì đó, cái vitamin B1 đó là nó giúp cho cái não và cái hệ thần kinh của chúng ta nó bình tĩnh và nó dịu trở lại các bạn, hoặc là nó thư giãn trở lại các bạn. Và khi các bạn bị thiếu như vậy đó, thì các bạn rất dễ bị cáu gắt. Thì đơn giản thôi các bạn, thì khi mà các bạn bị cáu gắt như vậy đó, thì các bạn cứ nạp vitamin B, các vitamin B thôi, vitamin B1 hoặc là vitamin B tổng hợp thôi, là các bạn sẽ thấy là cái thần kinh của các bạn nó dịu trở lại ha các bạn. Hoặc là các bạn nạp thêm magie vô, tại vì cái magie nó có tác dụng là làm dịu hệ thần kinh các bạn, làm thư giãn cái hệ thần kinh cơ bắp của chúng ta. Và cái nguyên do cuối cùng đó, thứ 9 đó các bạn, cuối cùng thì nó còn một số nhiều nguyên do khác nữa, một số cái dấu hiệu khác nữa. Cái dấu hiệu thứ 9 mà chúng ta thường hay gặp đó là các bạn sẽ, một số người chúng ta sẽ trải nghiệm cái tình trạng là các bạn đổ mồ hôi quá nhiều, hoặc là các bạn không đổ mồ hôi luôn các bạn. Mình gặp một số người đó các bạn, tập thể dục xong vẫn không đổ mồ hôi, mặc dù là tập rất là nặng và chúng ta vẫn không đổ mồ hôi. Thì lúc này đó là có thể các bạn bị thiếu vitamin B1, là bởi vì đó, cái vitamin B1 đó là nó giúp cho, tức là nó gia cố hơn cái hệ thần kinh tự động của chúng ta các bạn. Tức là chúng ta có một cái dây hệ thần kinh tự động nó chạy ở phía sau này các bạn, nó điều khiển tự động các bạn, có những điều khiển hơi thở, nhịp đập của tim vân vân. Thì
khi mà các bạn thiếu cái vitamin B1 đó thì cái hệ thần kinh tự động này nó chúng ta nó bị yếu đi, và do vậy đó mà nó không có giúp cho chúng ta thích ứng được với cái sự thay đổi nhiệt độ của môi trường các bạn. Mà tức là cái nhiệt độ môi trường chúng ta nó thay đổi thì cơ thể của chúng ta nó vẫn không có thích ứng, nó không có theo kịp cái đó, tức là do cái vitamin B1 của chúng ta nó thiếu, nó không có gia cố cho cái hệ thần kinh tự động của chúng ta nó được hoạt động một cách đúng đắn nè các bạn. Thì đó là chính cái dấu hiệu mà chúng ta để cho biết rằng là chúng ta có thể các bạn bị thiếu cái vitamin B1. Vậy thì tại sao chúng ta lại, nguyên do nào là tại thiếu cơ thể của chúng ta lại thiếu cái vitamin B1? Mặc dù là cái vitamin B1 nó có rất là nhiều trong các thực phẩm các bạn, thịt, cá, trứng, rồi sữa rồi vân vân các bạn, các cái hạt, hầu như là nó có rất là nhiều trong các thực phẩm. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bị thiếu? Thì thứ nhất đó là do các bạn uống rượu bia các bạn, tức là nhất có cồn. Chúng ta ngày nào chúng ta cũng uống hết, ngày nào chúng ta cũng nhậu hết thì đương nhiên là cơ thể của chúng ta nó sẽ bị cái đó, cái vitamin B1 nó sẽ bị mất đi các bạn. Cái thứ hai đó là các bạn ăn đường với tinh bột, các bạn ăn nhiều đường với tinh bột là cơ thể của chúng ta nó sẽ bị mất cái vitamin B1 đi các bạn, để nó chuyển hóa thành cái năng lượng ha. Cái thứ ba nữa là các bạn chúng ta thường xuyên dùng những cái đồ uống hoặc là cái chất kích thích các bạn mà nó quá liều, ví dụ như là cà phê các bạn, ví dụ như cà phê và chè đó các bạn, mà nếu mà các bạn uống 3-4 tách một ngày các bạn, một tách là khoảng 150ml nha các bạn, các bạn uống 3-4 tách một ngày, tức là các bạn dùng nhiều đó mỗi ngày đó, nó sẽ làm giảm cái vitamin B1 của chúng ta đi các bạn. Một cái nữa là các bạn bị stress lâu ngày các bạn, tức là một số người chúng ta đó lúc nào chúng ta cũng cảm thấy căng thẳng lo âu ha, chúng ta nghĩ quá mức vào một thứ gì đó thì đương nhiên nó sẽ bị tiêu tốn cái vitamin B1 đi, để mà nó làm cho tức là nó sẽ giải quyết cái vấn đề cortisol của chúng ta. Và một cái nữa là chúng ta gặp cái vấn đề về đường ruột các bạn, tại vì khi mà cái vấn đề đường ruột của chúng ta có vấn đề đó thì là những con vi khuẩn có lợi trong cơ thể của chúng ta nó không có hoặc nó giảm đi, và do vậy mà là nó sẽ không có tạo được cái vitamin B1 cho chúng ta các bạn. Vậy thì các bạn có thể nạp cái vitamin B1 từ đâu? Thì thứ nhất đó là cách tự nhiên nhất đó là các bạn mua cái men dinh dưỡng các bạn, nó gọi là nutritional yeast ha. Các bạn bỏ vô, các bạn làm salad các bạn bỏ đó lên, hoặc là các bạn ăn yogurt, ăn sữa chua gì đó các bạn bỏ lên thì nó sẽ tạo ra cái vitamin B1. Tức là chúng ta nạp được cái vitamin B1 rất là tự nhiên các bạn, và đồng thời đó cái men dinh dưỡng này nó còn cung cấp cho các chúng ta những cái vitamin B khác nữa, tức là các loại vitamin B khác ví dụ như B6, B12 vân vân các bạn. Cái thứ hai là các bạn có thể nạp từ thực phẩm, ví dụ như thịt nè, cá nè, thịt thì đặc biệt nó có nhiều ở trong các thịt bò, gan bò hả các bạn, thịt heo ha. Rồi cá thì đặc biệt nó có nhiều trong cá hồi, hoặc là các loại rau xanh các bạn, hoặc là các loại hạt cũng có ha các bạn. Và nếu như các bạn muốn nạp đó, tức là ngoài ra đó, nếu mà các bạn không có bị thiếu chậm chậm hoặc là các bạn không có thể nạp được từ thực phẩm đó, thì các bạn có thể nạp từ thực phẩm chức năng các bạn. Thì khi mà nạp từ thực phẩm chức năng đó thì cái loại tốt nhất đó là các bạn nên nạp cái loại nó là L-theanine nha các bạn ha. Tại vì đó đây là một cái dạng mà tự nhiên và ổn định nhất của cái dòng vitamin B1 thưa các bạn. Và nếu như các bạn nào mà chúng ta bị tổn hại về cái dây thần kinh đó thì các bạn nên nạp một cái loại vitamin B1, nó có tên là benfotiamine. Đây là một cái loại vitamin mà nó tan trong chất béo các bạn, tức là khi các bạn nạp vô đó nó đi thẳng vô trong, nó thay vì nó tan trong nước các bạn, nó qua dạ dày thì nó bị giảm tác dụng đi, thì cái vitamin mà benfotiamine mà tan trong chất béo, tức là khi các bạn nạp vô nó đi thẳng vào trong cái tế bào của chúng ta, nó đi thẳng vào trong các tế bào, nhất là các tế bào thần kinh các bạn, hoặc là các cái mô thần kinh, để mà nó chữa lành các cái nơi mà dây thần kinh của chúng ta nó bị tổn hại nha các bạn. Thì và một cái cuối cùng nữa là các bạn có thể làm tăng cái đường ruột của chúng ta nha các bạn. Tức là chúng ta phải làm sao chúng ta tăng cái con vi khuẩn, những cái con mà vi sinh vật đó các bạn, mà nó có lợi trong đường ruột của chúng ta đó, bằng cách chúng ta ăn các thực phẩm lên men, ví dụ như là bắp cải muối hoặc là kim chi các bạn ha, hoặc là những cái dưa leo muối hay cái gì đó các bạn lên men tự nhiên thôi, thì nó sẽ cung cấp những con vi khuẩn có lợi cho chúng ta. Mình thì mình thích dùng bắp cải muối các bạn, thứ nhất là dễ làm, thứ hai nữa là ăn cũng ngon các bạn, và thứ ba nó cung cấp rất nhiều các vitamin C không. Thì tại vì đó, khi mà những con vi khuẩn có lợi nó trong cơ thể của chúng ta đó, mà nó nhiều loại và đa dạng đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo thêm các cái vitamin B các bạn, và đồng thời nó còn giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch nữa. Nè, bữa nào mình rảnh mình sẽ làm một cái video về cái lợi ích của bắp cải và kim chi nha các bạn. Các bạn ăn thường ngày, nếu mà các bạn ăn thường xuyên đó, mỗi ngày một ít đó, nó có lợi rất là nhiều cho sức khỏe của chúng ta các bạn. Thì đó là những cái thông tin mà muốn chia sẻ cho các bạn về những cái trường hợp nào mà chúng ta hay gặp,
tức là những cái dấu hiệu nào để cho biết rằng là cơ thể của chúng ta thiếu cái vitamin B1. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.